Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Hòa vừa đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại Công an huyện, đồng thời đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hạ Hòa tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra, chủ động triển khai các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm vi phạm, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.